xe đang cháy, đang nổ. Ờ, cháy rồi. Dạ. Đúng rồi, đang cháy lắm rồi. Không à. Bình xịt kiến, bình xịt muối chứ. Nổ bình rồi, nổ bình rồi. Hết chạy được rồi. Cái này có nước cứu được không? Không cứu nổi ấy. Tại vì nó toàn là ga, nó toàn là đồ cháy mà. Toàn đồ cháy không là đồ. Toàn đồ cháy không à. Thì mau sao gọi cứu hỏa để nó dập được cho đỡ cháy được cái đầu thùng xe này, nó mà cháy thì nhiều ra nó chết luôn. Bình ác quy ấy, chúng bình ác quy đấy.